khỏe cả người với 7 địa điểm check-in tại Trung Quốc TCI. Không tin thì theo chân bạn Phạm Hồng Sơn, 26 tuổi, xem đó là những đâu nhá. Điểm check-in đầu tiên trong hành trình khám sức khỏe nè. Đây là nơi sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng về đôi mắt và đo thị lực cẩn thận. Người ta nói các vấn đề như sâu răng, sưng lợi, chảy máu trên răng sẽ được tóm gọn ở phòng này nè các bạn ơi. Tiếp theo cùng bạn Sơn check in ở phòng khám tai mũi họng nha. Úi chà, máy móc hiện đại quá trời, đố mấy bệnh về tai mũi họng trốn được đấy. Nghe đồn kỹ thuật viên ở TCI lấy máu không đau, mà không ngờ, đồn đúng nha. Gì mà kim đâm vào tay chẳng thấy đau gì là sao? Lấy máu nhanh quá thì phải phi sang ngay tiếp phòng X-quang. Mà điểm check-in này cũng khỏe phết nhá. Chỉ cần áp ngực vào máy chụp rồi đứng yên mấy phút là xong ngay. Chụp xong là sẽ biết được bản thân có yếu tố mắc các bệnh về hô hấp không đó. Chưa siêu âm ở Thu Cúc TCI sẽ không thể biết được bác sĩ thực hiện thao tác êm ru, dễ chịu đến thế. Máy móc tại TCI đều là máy móc công nghệ cao, được nhập khẩu từ nước ngoài nên tối ưu kết quả khám chính xác và rút gọn thời gian khám. Danh sách check-in mà thiếu phòng này là không ổn rồi. Địa điểm check-in bắt buộc trong hành trình khám sức khỏe đó nha. Đây là phòng mà mới vài giây trước đó thôi, còn lo lắng nghe kết quả. Nhưng vài giây sau là có thể thở phào khi nhận được đánh giá sức khỏe tốt từ bác sĩ rồi. Mà lạ thật chứ, người ta thì check-in sống ảo, nhưng bạn Sơn của chúng ta check-in sống khỏe tại Thu Cúc TCI nè. Trước tiên là nhân viên ở đây khi mình đến khám thì được chỉ dẫn rất tận tình. Bác sĩ thì khi vào các phòng khám bác sĩ thì rất là quan tâm, rất là khám rất là kỹ cho mình. Cơ sở vật chất ở bệnh viện thì rất là tốt, rất là sạch sẽ. Máy móc các thứ thì rất là hiện đại. Đừng ngồi nói với nhau, bao giờ đi khám sức khỏe nhé nữa. Xếp lịch tới Thu Cúc TCI, check in bằng hết các địa điểm này ngay thôi.